tiếp tục lên sóng số ngày hôm nay nha anh chị. Rồi, ngày hôm nay Khánh Hòa ngày 25 tháng 10 2023 thứ tư. Đó thì hôm nay do em đi xuống bệnh viện đó, thăm bà già gì đó. Rồi em hôm nay em lên số quay cho anh chị mình trẻ nha. 07 đầu tiên Khánh Hòa. Rồi số 43 nè. 40743 nè. Số đi 43 ngon đó nha anh chị. Số 56 nè. 379 nè. 193 nè. 210 nè. 962 nè. Tóm 32 nè. 214 nè. Rồi cái đài Đà Nẵng 20 tờ. 054. 786. 786 nè nha anh chị. 486. Đó. Rồi. À với số à. Em coi số nào lái đây không ấy. Số đi chiều na sổ ngang ngày mơ sổ. Cái này. Mình khu vực đây ngày mơ sổ ấy. Quan trị á. Còn hôm nay ở đây nè, chiều nay nè. À con tàu nào lấy. À. Đi đâu về hả? Hôm nay không có lòm nè. Chút lòm nè. À dạ. Yeah. À. Rồi em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của mình nha. Rồi thì chúc anh chị của bóng mình may mắn phát lộc phát tài. Rồi anh chị nào mua dây số thì điện thoại cho em 0968634712. Đó. Em giữ số cho anh chị nha. Đó. Tài khoản Adibank 451-220-527-32226. Đó. Tên là Vi Ngọc Tài nha anh chị. Đó. Tài khoản Adibank 451-220-527-32226. Rồi xin chào, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. À. Mua số không anh?